đỉnh gần như là đỉnh nhất của cái trong cái cây thuốc á, gọi là nâng cao miễn dịch và tại bổ nguyên khí. Thì đây mình tặng người ta cho mình tặng một cái sức khỏe rất là tốt cho mọi người, đúng không? Nhất là những người mà lớn tuổi thì cái đây là quà tặng tuyệt vời luôn. Thì mình thứ nhất là mình sẽ giúp cho mọi người nè, thứ nhất là nâng cao cái hệ miễn dịch, cái đó quan trọng lắm. Cái nâng cao miễn dịch mà anh chị kiếm được cái nào cũng nâng cao miễn dịch, anh chị kể cho hàng nghe, hàng sẵn sàng mua liền, cỡ nào cũng phải mua đó. Tại vì hệ miễn dịch rất là quan trọng cho cơ thể mình, mà cái hệ miễn dịch chị mạnh đó gần như chị muốn bệnh cũng rất là khó. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là mình phải uống nước đủ, một ngày là 2 lít trở lên, và tốt nhất là uống nước kiềm bằng cách mình pha cái nước tảo á mình dùng. Cái thứ ba nữa là mình tập thể dục một ngày ít nhất là 20 phút, và tốt nhất là yoga cười hoặc là tập cái gọi là nhịp cân kinh rồi đó, phải có vận động 20 phút. Thì như vậy là nếu mà chị làm đủ vậy đó, 3 lít này thôi là chị có thể sống rất là lâu, sống rất là khỏe. Tại vì cái hệ miễn dịch chị mạnh, những cái máu huyết lưu thông tốt thì gần như chị là rất là khó bệnh. Và đây là phòng bệnh như chữa bệnh à, thì nhân sâm đây góp phần rất là cao cũng đây rồi. Thì đó, thì cái ngồi nói dâm cái phần năng lượng đó à. Rồi ngoài thì tập đoàn này á, là một tập đoàn gọi là Ruri. Tập đoàn Ruri là tập đoàn là đa ngành à, đã 10 năm rồi. Thì tập đoàn này nó có một cái lĩnh vực rất là mới gọi là một cái giải pháp chia kinh tế chia sẻ. Là với kinh tế chia sẻ này để chia sẻ những cái sản phẩm, dòng sản phẩm tốt về nhân sâm tới nguồn gốc cho nhân loại ha, và được mục tiêu là giúp cho mọi người là sống khỏe, sống đẹp và sống có giàu sang à, và về sử dụng hàng miễn phí à, đây là cái mục tiêu của tập đoàn này. Thì đây là những cái và ở Việt Nam chúng ta có cái công ty Vinsin là nguyên nhập khẩu về à, đây là cái tổng kho nhập khẩu về để mà anh chị đăng hàng trên mạng, thì tổng kho là sắp hàng anh chị à, hiện nay thì có ngay, trước đây thì phải sắp tay về. Đây là văn phòng trụ sở chính của công ty và rất là hy vọng anh chị được đi thăm cái công ty đoàn này à. Và đây là ngày chủ tịch tập đoàn Gori à, là cái tổng công ty tập đoàn đoàn à. Đây là ngày Andrew Cuomo, là ngày này rất là giàu có và có cái quy quyền ở đất nước Malaysia, và giống như mình ngày đó rất là thương người hay từ thiện nè, hoặc là hàng ngày là vì doanh nhân là mong muốn gì là chính cái gọi là cuộc sống không bệnh tật và cuộc đời không nghèo khổ, đó là cái khẩu hiệu của ngày đó trong cái tập đoàn này, Century. Và bên cạnh đó là ngày Rickin, thì ngày Rickin này là một nhà kinh doanh rất là giỏi lạc, hai nhà đại tốt nghiệp đại học, và ngày đã từng tạo ra 100 triệu đô la cho Trung Quốc, cho Trung Quốc, và sắp tới ở Việt Nam cũng ngày cam kết sẽ tạo ra 100 triệu đô la, mong là vậy là sẽ là những người triệu đô la. Cần Thơ chứ cũng nhiều người lắm mấy hả? Dạ. Thành phố trực thuộc trung ương đó. Và về mà nhà học mà đỉnh cao hàng đầu của cái Century á, là một cái người cha đẻ theo tộc thực vật. Đây là một người Hàn Quốc, dạy học Hàn Quốc, đó là Giang Chin. Đây là một người rất có công lớn nhân loại. Là người là ngài là người đầu tiên khám phá ra cái tế bào gốc thực vật. Tế bào gốc trên thực vật. Đây là từ lúc mà ngài nghiên cứu ở cái viện tại đại học này, cho đến mà được thành công. Đây là cái ban lãnh đạo của Việt Nam mình. Việt Nam mình đây còn cái bác Anh Linh, chị Susan, rồi anh Kim. Đây là tập thể những người là đầu tiên là những chuyên gia để huấn luyện về gọi là cái phong cách sống, sống thể mạnh đời giàu sang. Đây là các vị nghiên cứu về tế bào gốc thực vật ở Hàn Quốc thuộc của tập đoàn Gori. Thì tập đoàn Gori là có cổ phần trong cái viện nghiên cứu này. Đây là ở Trung Quốc, cũng có viện nghiên cứu về, đặc biệt chính phủ Trung Quốc á là đã tài trợ trong đây á, là thông qua công nghệ tế bào gốc á, là độc quyền của nhà khoa học Hàn Quốc rồi. Thì Trung Quốc là muốn nghiên cứu cây nào thì tế bào gốc cũng phải thông qua đây hết, và viện trợ như vậy là 700 cây thuốc lưu trữ 700 cây cái cây thuốc thông công nghệ tế bào gốc. Tại vì cây thuốc đó là có những cây rất là quý, nhưng mà nếu mình trồng á, tương lai là cây thuốc nó sẽ không trồng mà người ta sẽ nhân bản bằng tế bào gốc này. Thứ nhất là nó khống chế được cái rất là sạch, nguyên liệu rất là sạch mà rất là rẻ, mà lại hiệu quả rất là cao. Nó khống chế được những cái thành phần đó, những cái thành phần hoạt tính nó không cần thiết cái loại hết, nó chỉ chữa lựa như những cái mà tốt nhất thôi à. Thì nó tương lai dược phẩm là nó rất cần cái này, và với những cái công nghệ mới vậy đó thì toàn bộ là sẽ thông qua cái ông nhà học Neo Chin này, chính là thông qua tập đoàn. Thì trong tương lai mình rất là nhiều sản phẩm ra
không phải là chỉ là tế bào gốc rừng xâm không, nó sẽ có những tế bào gốc cây hoàng kỳ, là cái gốc của những cái cây thuộc địa này, đây là những cái cây khác rất là nhiều, ví dụ kỹ tử chứ hả, người ta không cần trồng nữa, người ta cấy là ngay cả sâm ngọc linh của mình là tương lai là nó nghiên cứu sâm ngọc linh rất là tốt đúng không, thì nó chỉ cần lấy một củ thôi, một củ rất là nó nghiên cứu cái củ đó, cái trong một hàng trăm củ này là họ lựa củ là tốt nhất là lấy cái gốc của đó là nghiên cứu này, họ chỉ một cây là rất là hay, cái nghệ thuật gốc nó kinh hồn vậy đó, cho nên là tiềm năng chuyển rất là lớn, và cái kinh doanh của mình là vô hạn luôn, nên nó có thể tồn tại cả trăm năm luôn, để cái ngành này có thể cái trăm năm, cho nên chị thấy cái tiềm năng rất là lớn đúng không? Rồi thì đây là nhà bác học cho Mujin nè, Mujin thì đây là có những cái cây gọi là chị thấy là đây là củ nhân sâm nè, thông thường ra tôi thấy bên ngoài ở ngoài gọi là nhân sâm nhân tạo trồng nhân sâm trồng nó mọc và nó cái dễ nó ngắn ngủn à, nó giống con người vậy đó, nhưng mà thấy là ngày xưa người ta đâu trồng đâu, ngày xưa người ta trồng trên gọi là quan không à, đó thì cái cây mà hoang dã đó, nó ốm nhôm mà nó ốm, nhưng mà cái rễ đặc biệt nó rất là sâu, nó cắm sâu cái lòng đất, nó hút hết những cái dinh dưỡng nó rất là, nên mà sống rất là lâu, sống cả trăm năm luôn à, còn những cái củ này sống tới 10 năm là nó chết, nó không thể sống được à, cho nên đó là cái nhân sâm, tức là nhân sâm là mình lấy từ cái này, từ cái củ nhân sâm, thì một củ nhân sâm này á, một củ nhân sâm rừng này á thì tương đương á là một củ phải 50 tuổi mới đủ cái gọi là cái hàm lượng, người ta nghiên cứu trong tất cả các loại cây á, thì từng cái loại tuổi người ta phân ra thì thấy là cái củ đủ 50 tuổi á thì cái hoạt chất nó cao nhất, hoạt chất nó rất là cao à, trên nó nữa thì hoạt chất nó yếu rồi, thì người ta lấy cái độ 50 tuổi trở lên thì là đủ tuổi, thì người ta lấy cái củ đó người ta nhân bản ra. Dạ. Chúng ta xích vô chút xíu. Đây, đây, em ngồi đây. Thôi được rồi, ngồi vô đây luôn, đi ngồi đây luôn cho dễ. Dạ. Dạ. Này là dân ta không chừng một chút. À, dạ. Đang làm vận chuyển. Dạ. Thì để nghe tiếp đi. Thì cái nhân sâm này nè, tại vì nó là quá mắc đi. Một củ mà gọi là nhân sâm rừng 50 tuổi á, thì gần như bây giờ là nó hiếm rồi, nó hết rồi. Tại vì nó khai thác cả ngàn năm nay. Tên ta biết thì ta biết nhân sâm từ cả ngàn năm nay là rất là quý, nó là một cái liều thuốc gọi là đại bổ nguyên khí, đại bổ nguyên khí nó sẽ khiến lực nguyên gốc của người mình á, là cái đó là cha mẹ cho mình quan trọng nhất thôi, từ đó thì nó giảm dần dần này. Nó không bao giờ cho ra là sinh thêm nữa à, thì thông thường á là cái chúng ta là thông thường chúng ta là hay lãng phí cái nguyên khí, nhất là những vị vua xưa đó thì thường một đêm tới ba bốn bà đúng không, đấy là nó đòi hỏi á, thì làm bao ông bà tham quá đi, thành ra là cái nguyên khí nó ra, nguyên khí ra thì cho nên mấy vị vua không năm nào sống tới 50 tuổi, 50 tuổi cho nên là qua đời hết đó, thì là những người biết giữ nguyên khí ấy, mà nó đổ bằng nhân sâm này, nó bổ nhân sâm này thì nó sống rất là lâu, nếu mà mình như là có hai vị vua mà lâu nhất Trung Quốc là cái chính là công này, chính là công vua này, ông vua gọi là vua Càn Long với là ông vua Anh Tổ của Hàn Quốc, thì hai người sống tới một cái ông sống tới 89 tuổi mới qua đời, con này sống tới 81 tuổi mới qua đời, là vua mà được trong lịch sử Trung Quốc và Hàn Quốc là ghi là vua mà gọi là sống lâu nhất à, được ghi trong sách sử luôn à, là nhờ dùng rất là nhiều nhân sâm và điều độ về vấn đề mà quan hệ á, thì điều độ thứ hai là dùng nhân sâm, thì nhân sâm nó đại bổ nguyên khí mà. Đó thì là ông này á, thì chính vì thế là nó là cái vị thuốc duy nhất đại bổ nguyên khí, cho nên là nó rất là mạnh, nghe nói là khoái liền, nó là sống lâu, sống thọ là ta bạc cỡ nhiều tiền ta cũng mua rồi. Cho nên cái thị trường thế giới á, có như là ta gom hết, có như là gom hết. À thì nó hiện nay một củ là 30.000 đô á, một củ đam như là chúng ta tương đương với khoảng 600 mấy triệu, 700 triệu một củ nha. Nghe nói hết hồn mà thật sự như vậy, đúng không? Thì ông nhà bác Hồng này, ông mới nghiên cứu là cái công nghệ tế bào gốc, là ông lấy cái tế bào gốc của cái vùng cái củ lựa củ tốt nhất, ông cắt cái ông lấy ra cái vùng mà cái vùng tế bào gốc của nó là cái vùng này, cái vùng màu xanh lá này nè, cái cây mình vẽ đó thì vẽ là cái vùng này là tế bào gốc, nó là cái tế bào đó là nó rất là nhạy cảm, mình đụng vô là giống cây bắp cỡ vậy, đụng vô là nó co lại, đụng vô nó co lại, thì cái vùng này rất là nhạy cảm, nhưng mà nó nằm trong cây nó sống hoài, nó là trường sinh, nó trong cây nó trường sinh, nhưng mà nó ra ngoài là có gì à, thành ra là nhưng mà ông này có cách ông lấy ra được, ông lấy ra được và ông nhân bản ra được từ một cái bào ra hai cái bào, bốn cái bào, ông nuôi trong những cái bình này. Ông nuôi trong bình này và sau đó thì ông nuôi ra từ một cái bào nó đẻ ra hai bốn tám
nhân bản là hàng tỷ đấy bạn. Bắt đầu là ổng chọn lọc, ổng đưa lên những cái lò này, những cái lò này là gọi là lò lò phản ứng. Thì cái lò này ổng tạo nhiệt độ nè, áp suất nè, rồi không khí nè, rồi tia tử ngoại nè, ổng chiếu y chang như ngoài trời vậy, thiên nhiên vậy. Ở ngoài thiên nhiên á, là cái cây nó sống á, nó thông qua nó sống 50 tuổi vậy đó, 50 năm gì á, thì nó phải là nó chịu đựng sương nắng rồi đó, thời tiết thay đổi đột ngột á, thì cái bản thân cái vùng tế bào gốc này là cái cây á, nó sẽ tiết ra cái hoạt chất, những cái chất gọi là kháng thể, nó chống lại sự chết, chống lại cái sự khắc nghiệt, nó chống lại cái sự mà chịu đựng kháng hạn, nó chống lại, thì nó sẽ tiết ra những cái chất đó gọi là cái kháng thể. Thì những cái chất đó rất là quý, đối với cơ thể mình rất quý. À ví dụ mình gặp khó khăn á, mình phải chống lại chứ, thì nó chính là nó kích thích cái dùng kháng thể của mình á, lên để mình chống lại cái sự khắc nghiệt đó. À thì những cái đó gọi là cái hoạt chất đó, thì người ta mới lấy hoạt chất này. Thì thay vì một ngày một năm ở ngoài đời thì nó bốn mùa, thì ở đây một ngày tạo ra bốn mùa luôn, một ngày tạo ra bốn mùa, tự nhiên nó đang nâng nhiệt độ cao thì cao này, bắt đầu hạ đột ngột xuống âm như cái, thì nó thay đổi khí độ đột ngột, thì cái tế bào giật mình nó tiết ra cái chất để nó chống lại cái sự đó, thì cái tính cho cái hạn hệ, tức là nó thích nghi rất là nhanh, cho nên cái cơ thể mình nó giống vậy. Khi mà chị gặp vi trùng gặp cái gì mà nó biến đổi cái tự nhiên gì cảm đúng không, thì nó nâng cái hệ dịch lên y chang vậy. Thì cái này như vậy à, nó giống như là cái nguyên lý là gọi là đồng khí tương cầu, đồng đồng hình tương tụ vậy đó. Thì cái nguyên lý nó giống như thì cái ngoài thực vật với động vật mình giống nhau à, thì ở đây thì nhưng mà trong cái tế bào gốc này á, là chỉ có nhân sâm mới làm được chuyện đó rồi. Nhân sâm là đại bổ nguyên khí, nó đụng tới đó được, còn cái những cái cây khác không đụng được. Cho nên chính vì thế là ổng nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu trên cây nhân sâm. Bây giờ biết cây nhân sâm là quý mà, thứ nhất nó quý, nó mắc mà hiệu quả rất là cao, mà nếu mà dùng tươi á, thì không thể nào làm được cái đó, tại vì nó quá mắc đi đúng không. À thì ổng có dùng cái phương pháp là tế bào gốc thì ổng cấy về, thì ổng nuôi cấy ra, thì những cái hoạt chất này toàn bộ là nó những cái hoạt chất mà nó tiết ra ổng mới dùng cái này, ổng đưa vô những cộng hình từ nhân, thì ổng làm cho cái phân tử này, ổng biến toàn bộ những cái hoạt chất gọi là trong cái cây nhân sâm, nó có loại ngoài thiên nhiên nó có hai loại hoạt chất, nó một chất màu xanh nó gọi là ginseroxit thông thường, và một cái gọi là ginseroxit quý hiếm. Thì ginseroxit thông thường là ở cây nào cũng có đó, củ nhân sâm nào cũng có đó, mà đặc biệt củ nhân sâm thường nó rất là nhiều ha, và nó không hoàn toàn không có cái chất gọi là chất màu đỏ, không có chất này. Củ nhân sâm ví dụ cây bạch sâm nó 5 năm nó không có chất này, cho nên anh chị uống vô thấy nó nóng đúng không, nó không hấp thu được cơ thể nó, cái phân tử lượng nó to à, giống như cái lỗ nó ba lớn nè, mà cái phân tử lượng nó vậy nó chui qua không được, cho nên nó không hấp thu, cho nên nó gây bất quả. Mà chính cái chất nó rất là bổ nhưng mà nó không hấp thu được, giống như mình nó hấp thu bổ lắm vô không hấp thu được à, cho nên là những người có thai không dám dùng nè, những người huyết áp cao không dám dùng nè, là những người ung thư không dám dùng. Tại sao? Tại vì nó không hấp thu vô cái tế bào bình thường, mà nó vô những cái tế bào ung thư nó giật lấy hết nuôi nó, thì nó phát triển khô nhanh hơn. Cho nên là tiên nghị những người mà bị ung thư á, thì không được dùng nhân sâm sống nha, không được dùng nhân sâm ngoài ra ngoài nha. Thì ông nhà khoa học này ông hay là ông thông minh là gì, ông nhỏ phân tử này ra, ông chuyển toàn bộ những cái này, mình thấy không, từ cái một cái ổ này ra hàng trăm củ, hàng ngàn củ đây không, là cái dòng tròn nhỏ nó biến thành dùng nhân to này, dùng nhân to này là những cái hoạt chất để gồm có hai thứ màu đỏ và xanh này, thì ông cắt ông chuyển toàn bộ màu xanh thành màu đỏ luôn, thành ra cái nhân sâm tế gốc mình nó toàn bộ là chất màu đỏ thôi. Cái cột này nè là nó biểu mình là trong cái nhân sâm á, thì có hồng sâm á là nó tốt hơn, người ta nói hồng sâm tốt hơn bạch sâm đúng không, là tại vì hồng sâm nó có cái chất màu đỏ này chút xíu à, nhưng mà nó hấp thu được, nó vô cơ thể nó hấp thu được, thì cơ thể mình chỉ cần chút xíu thì thôi nó ra rất là khỏe rồi anh chị ha, uống giờ hồng sâm vô rất là khỏe đúng không. Thứ hai nó còn thua nhân sâm núi nữa, nhân sâm núi nó cũng nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà nhân sâm núi uống vô rất là khỏe nhờ cái màu đỏ này chứ không phải nhờ màu xanh à. Thì ngày xưa đâu có công nghệ nó nhỏ này đâu, thành ra nhân sâm núi ông vua chứ uống, nhưng mà ông vua vẫn nóng à, nhưng mà khi bây giờ đó là mình hơn vua là ông nhà bác học chắc nhỏ này rồi, thành đây đâu mà thành ra bây giờ uống vô đây là mình uống vô là nhân sâm núi gốc cực kỳ tốt luôn, tại vì nó toàn bộ màu đỏ hết, nó màu đỏ hết là cái hệ mình hấp thu hoàn toàn luôn, thế là anh uống vô là hấp thu, nó không gây ốc quả, nó không gây huyết áp cao, nó không gây kỵ sĩ thai, mà người ung thư đó là nó rất tốt cho tế bào thường mình, tế bào thường mình hấp thu được mà, thì nó hút hết, thành ra tế bào ung thư nếu mà chỉ kiềm hóa nữa là nó không sống được, thì nó chỉ cái tế bào thường nó được hút cái này thôi, thì nó rất là khỏe. À, mình lát còn nói về cái cơ chế ung thư để chị biết là làm sao mình chữa ung thư đúng không. Rồi thì đó là nhờ thế á, thì
ổng mới xin được cái bản quyền của cái này. Thì ổng mới khi mà ổng nghiên cứu được thành công cái này rồi đó thì ổng mau mau lấy bản quyền liền, tại ổng sợ ổng mất cái bản quyền ra cái là thằng Mỹ nó giật liền. Thằng Mỹ nó hay lắm, nó mua cả nhà bác không do Thái mình mua được mà. Thành ra ổng xin bản quyền liền, ổng mau mau xin bản quyền liền. Thứ nhất là bà ổng vui cái bệnh viện nghiên cứu nên coi chứ điều trị được không, điều trị ung thư được không, điều trị bệnh gan được không, điều trị HIV được không. Ổng vô là ok là cái bệnh viện nó giải quyết hết, nó giải quyết rồi nó báo cáo ra mấy bạn bè ổng đó, không phải một mình ổng, ổng là Giang Quân Chiên và cộng sự, cộng sự cũng rất là nhiều. À, anh coi những cái bài báo này thì về mặt quan trọng nhất là về mặt mà nghiên cứu về cái hiệu quả của nó thì ổng xin được đất nước Hàn Quốc, đất nước Trung Quốc và đất nước Mỹ cấp cho ổng 5 cái bản quyền về cái bản quyền này rất là quý, đối với nhân loại rất là quý. Và khi mà Mỹ có bản quyền này thì khỏi khỏi cần phải suy nghĩ. Và cái chị có thể vô cái website này ha, usbt.gov.min là tức là chính phủ Mỹ, thì chị tấn cái mã số bản quyền vô, tấn cái mã số bản quyền vô thì chị thấy là tăng cường hệ miễn dịch này, đó là cái đầu tiên, chức năng đầu tiên là nó tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch này gần như là rất ít cây có, rất ít cây khó, thì nó là đứng tính đỉnh luôn, nên cảm giác đó. Thứ hai nữa là chống lão hóa, chống oxy hóa, là điều này tức là gì, là nó khử được gốc tự do, tức là chống oxy hóa, chống lão hóa và khử gốc tự do là một, hay là chống reset, chống reset hay là chống gọi là cái cơ này bị reset á, giống như cục sắt này nè, anh để ngoài trời là nó reset á, thì trong cơ thể mình reset là gì, là bị oxy hóa, thì á là mình muốn chống reset thì cục sắt anh phải sơn nước đúng không, sơn vô đúng không, thành thổi cái sơn cục sắt lên là nó hết sét, thì vậy thì cũng tương tự như vậy, thì mình dùng nhân sâm vô là giống như mình bọc lại, bọc tế bào lại, là nó không cho reset, không cho oxy hóa, thì nhân sâm nó chống vậy, tức là nó chống lão hóa, chống oxy hóa và khử gốc tự do, đó là thì hai tính năng này cộng với tính năng thứ ba là mình rất là mừng khi mình đọc được cái tài liệu này á, là nó là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh gan. Mình hỗ trợ đây là ghi những hỗ trợ là ghi thêm đó nha, chứ thật ra nó là ghi là gì, trong cái bản quyền ghi là phòng ngừa và điều trị bệnh gan, tức là preventing and treating liver disease. Đó, tức là ở đây mình ở Việt Nam mình thêm cái hỗ trợ vô thôi chứ mình không dám nói điều trị, mà trên Mỹ nó ghi để điều trị luôn, phòng ngừa và điều trị bệnh gan, tức là tất cả bệnh về gan là nó giải quyết hết. Nó đã nghiên cứu rồi, nó làm cho men gan thế nào rồi nó chữa bệnh gan thế nào, nó nghiên cứu sẵn hết rồi, cái đó khỏi cái cãi, tại Mỹ nó đã nó duyệt hết rồi, coi như là xong rồi. Cho nên là gì rất là yên tâm là gì, là thể mà có bệnh gan thì anh chị cứ dùng thôi, không cần biết gan mình đang bị gì, đúng không, vì cái gan mình nó hay lắm, gan mình đó là một cái cơ quan là nó gọi là có sức chịu đựng rất là tốt, nó có thể gánh vác những cái công việc của những cái tế bào nó chết rồi, ví dụ như trong cái nhà máy thì 80% cái công nhân nó đình công hết rồi, chỉ còn 20% làm việc thôi, thì nó vẫn gánh hết công việc của 80% người đã nghỉ việc, nó gánh hết luôn, tế bào gan mình đó vậy á, nó chỉ còn 80% kia nó bị hoại tử, nó bị hư rồi, nó bị ung thư rồi, thì nó không quá bệnh, cơ thể mình không biết, nó không có dây thần kinh cảm giác, không bắt bệnh, mình không biết nó bệnh, 20% vẫn làm việc bình thường vậy đó. Thành ra mấy ông nhậu rượu nhiều đó, nhậu biết, ủa sao nó có bệnh gì, tao khỏe mạnh nè, nhưng mà đùng cái là ông bị sơ gan trướng đúng không, thì đó là cái gan nó vậy, đặc tính nó vậy, nó gánh không nổi nữa, thì nó la làng lên, thì siêu âm dự kiến là đã thành đi ba rồi. Thì như vậy mình bây giờ nó may mắn là gì, cái tài liệu nó nói là nó hỗ trợ điều trị bệnh gan, thì không cần biết gan mình đang bị gì, đang bị viêm, đang bị ung thư, đang bị sơ bằng thứ gì, hãy có chữ gan cái là gì cả. Như cô hiểu nha, tức là bác sĩ có chữ gan cái là cứ xài này, ví dụ nó nóng gan, viêm gan hay là sơ gan hay thứ gì gan, tức là cứ xài thành vô là nó giải quyết, tại vì đâu biết gan đang bị gì đúng không, phòng ngừa hơn chữa bệnh đúng không. Thì đó là cái thứ ba, thì ba tính năng này á, tăng cường miễn dịch và chống lão hóa, chống oxy hóa, là nó khử gốc tự do, là cái gốc để gây ung thư đó là gốc tự do thì nó khử được. Thứ ba nữa là nó chuyển hóa gan tốt, thì cái chất dinh dưỡng mình vô nó chuyển hóa được tốt hết đó, thì nó làm cho giải quyết được cái ung thư. Ba chức năng đầu thì nó giải quyết được cái thứ tư, và ông chứng minh cái thứ tư này bằng những cái bệnh nhân ông chia rất là nhiều lô, giờ lô ung thư tử cung, ung thư đủ thứ ung thư đó, anh chị vô cái tài liệu để thấy hết đủ thứ loại ung thư đó, ung thư tử cung, ung thư tuyến giáp, ung thư đủ thứ trên các đạo ông nghiên cứu á, ông đưa ra bệnh viện nghiên cứu thì hiệu quả rất là cao, là nhờ ba tính năng này thì để giải quyết ung thư. Và cái thứ tư là ông xin được cái bản quyền này luôn, Mỹ cấp cho ông bản quyền luôn nha,
nguyên ung thư nha. Và cái đặc biệt nữa là thế kỷ đó, thế giới này người ta đầu hàng luôn á, là cái F, cái suy giảm miễn dịch á. Cái F là gì? Cái sida đó, tức là cái suy giảm miễn dịch bắp phải. Cái gì đó, suy giảm miễn dịch bắp phải có nghĩa là thằng cái người đó là cái hệ miễn dịch họ bằng số 0 rồi, tiêu rồi, không có thế nào mà cứu được hết á, mà nó còn chữa được nữa. Không có giết con HIV gì nha, nhớ nha, không phải là chữa bệnh nha, nó chỉ nâng hệ miễn dịch đó thôi. Thì cái điều đó chứng minh cái câu của một ổng này là đúng nè, tức là nó tăng cường hệ miễn dịch, nó xác chứng rằng cái hệ miễn dịch này là cái tăng cường miễn dịch là đúng, là chứng minh bằng cái gì? Bằng cái gọi là hỗ trợ điều trị F. Thì ổng chia hai lô, một cái lô gọi là những cái bệnh nhân này dùng nhân sâm, cái lô này không dùng nhân sâm, thì thời gian cái người này bên cái lô không dùng nhân sâm tiêu hết rồi, qua đời hết, cái lô này vẫn sống nhân ra miễn sâm, chứ nó không giết HIV gì đó, HIV vẫn còn dữ tính dần ra, nhưng mà vẫn sống khỏe, tại vì nâng hệ miễn dịch thôi. À, nha, đấy thì đấy là cái đây là năm chức năng này, và năm chức năng này rất là quý đối với nhân loại, rất là quý. Và cái công trình này mà theo mình đánh giá, mình gọi là ông này là một cái người rất có công với nhân loại, ông thánh nhân luôn, giá rất là cao. À, thì ông này nhờ vậy đó, nhờ vậy thì cái công trình của ông á, ông ra thành công rồi á, thì từ cái chỗ này á, thì nếu mà làm ra cái nhân sâm thông á thì nó rất là mắc. Một cái bình, một cái lò hộp này á, một cái chai thì tương đương 15 củ nè, uống rất là hiệu quả, nhưng mà nó mắc quá, làm sao mà người ta tiêu thụ được. Cho nên ông đa dạng quá sản phẩm thông qua cái tập đoàn Century này, họ đa dạng quá sản phẩm, họ làm hàng cà phê, họ pha trong nước trái cây, rồi pha trong tảo, rồi pha trong cái người gọi là bí mật phụ nữ, những cái bài thuốc đó về pha trong mỹ phẩm, để đa dạng quá cái sản phẩm, để nó thứ nhất là nhiều người dùng, nhiều đối tượng dùng, và nó phổ thông ra, và cái công trình ẩm được phổ biến ra, người ta biết đến cái này. Chứ nếu mà không có làm cái này, ông bán này không đó hả, xin lỗi, không ai mua đó, người ta mua thường, mua sâm thường đó, đúng không? Thì ông đa dạng quá cái này, rất là thông minh, cái tập đoàn này rất là thông minh ha. Thì chỗ này giảm hơi lâu, chỗ này tại vì cái công nghệ mà giảm hơi lâu ha. Rồi thì đây là cấp 5 cái bản quyền mà anh chị có thể data trên Google ha, trên Google hoặc là USB thì mình cứ dịch đây luôn ha, nâng cao hệ miễn dịch, rồi chống lão hóa, chống oxy hóa đó. Đây là nguyên văn của bài của đây luôn ha. Ở đây tổng kết lại thôi, thì riêng đặc biệt ở Việt Nam chúng ta cũng được cấp bản quyền luôn, mà tiêu Việt Nam là không phải chỉ nhân sâm thông mà là tế bào gốc thực vật. Có nghĩa là mai mốt ở Việt Nam mình là các cái nhà bác học mà nghiên cứu về tế bào gốc thực vật là phải thông qua ông này hết, tại vì thông qua bản quyền của ông. À, ví dụ như cây sâm ngọc linh chẳng hạn, muốn nhân bản của tế bào gốc phải thông qua ông này, tại vì lấy tế bào gốc ra để mình nhân bản cái chỗ đó là khó. Việt Nam làm được đâu, ông có công nghệ, ông có cái bí mật đó, bí mật là làm sao lấy được tế bào ra để đây nó nở mà nó vẫn sống, tại vì chỉ gấp ra cái là nó chết liền, giống con cá mình gỡ ra hết ra không có nước chết liền, giống gì đó. Nhưng mà ông có công nghệ lấy được, cái đó là bí mật rồi. À, thì hiện nay rất là nhiều cây đã lấy thành công rồi, nhất là cây thông đỏ này, cái thứ hai nữa là cây tâm cát ali á, cái cây mà gọi là bá bình á, phải lấy thành công luôn, thì tương lai nó sẽ làm sản phẩm Viera đó, hơn Viera luôn. À, sắp ra rồi, cho nên là cái ngành kinh doanh này sẽ rất là phong phú, cho nên mình làm hay gọi là bây giờ là chỉ là khơ khát sơ khát thôi, chúng ta phải làm cho nó cẩn thận, nó chuẩn chu hết á, thì sau này cái thị trường nó mới ổn, nó mới tốt, đúng không? Đấy, thì cái này nó khoa học, nó chứng minh rồi. À, rồi cái thứ tư nữa là gì, là cái công dụng của nhân sâm. Thì là mình biết là nhân sâm là từ xưa nó gọi là đại bổ nguyên khí, nó là cái gốc rồi, nên cái này là nó chỉ có mình nó à, không có củ nào mà gọi bổ nguyên khí đó, có mình nhân sâm thôi. Và thứ hai là nó được tặng cái khâu là khởi tử hồi sinh, thì ai cũng biết, thì các cụ lớn tuổi đã sắp qua đời rồi đúng không, không kịp để con cháu về để mà trăn trối, thì có phải cởi ngậm sâm không, đâu ngậm gì khác đâu, ngậm sâm thì đó nó giữ lại nguyên khí cho cái gì đó, nó không cho thoát, nó tạm thời cho giữ nguyên khí lại đừng cho thoát, nó là mà nguyên khí nó thoát ra là chết liền, qua đời luôn. À, đó, thì duyên niên cái thọ là nó kéo dài tuổi thọ, tức là người uống nhân sâm thì nó đẻ ra đúng không, thì đó là cái câu đó đúng đi chăng, cái này là lịch sử chứng minh nha. Rồi thì nó cái này nó liên quan đến khoa học hiện đại, đã nghiên cứu rồi, thấy gì, thấy nó liên quan đến cái nhiễm sắc thể mình, cái hai cái đầu gọi là cái telomere của nhiễm sắc thể á, tức là hai cái đầu này nè, cái trong cái tế bào nó có cái nhân tế bào, nó có nhiễm sắc thể, thì nhiễm sắc thể nó có những cái nhiễm sắc thể là cái chỗ mà nó phân bào á, nó phân ra từ một những a hai n, nó thành ra một n, nó tổng hợp thành hai n á, thì nhiễm sắc thể thì hai cái đầu mà nó bọc nhiễm sắc thể nó gọi là telomere, thì cái quá trình mà một tế bào ra hai tế bào, hai bốn ra hàng tỷ tế bào thì nó sẽ mòn dần đi,
nó mòn vô góc tự do, nó quấn vô đây nè, à, nó mòn đi, nó mòn đi thì giống như cái sợi dây mà dài á, nó hai cái miếng nhôm cái dây dài đúng không, thì cái miếng nhôm đó là để chị bảo vệ cho cái dây nó đừng có tưa đúng không, sợi dây nó không tưa mà cái miếng nhôm đó là nó bung ra thì cái sợi dây dài nó tưa ra nó quấn lại được không, không bao giờ quấn lại được, nó khó quấn lại lắm. À thì cái đầu đó gọi là telomere, hai cái đầu mà nó tiếng nhôm đó gọi là telomere, trong cái diễn thể gọi là telomere, thì hai cái đầu này trong quá trình nó phân bào nó sẽ mòn dần đi, và mòn khi mà mòn nó hết cái telomere này thì con này qua đời, thì thấy cái tuổi con nít là 5 tuổi là cái telomere nó rất là dày, bắt đầu 20 tuổi nó mỏng lại, cái hai cái đầu này nó mỏng lại, 40 tuổi nó mỏng lên, và 60 tuổi gần như nó hết rồi, 65 tuổi gần như hết, thì nó bắt đầu nó mất hết cái telomere là nó không phân bào nữa, cái tế bào nó không có đẻ được nữa, là nó ngừng là nó chết, nó qua đời, đồng nghĩa với nguyên khí nó cạn. À, thì cái này nó giống nhau, thì lúc mình đẻ ra nó vậy nè, nó cao cái nguyên khí mình vậy nè, hay tơ me nó to nó vậy, khi một quá trình mà nó phân bào từ cái tuổi thọ sau này nó giảm lên qua đời là tuổi đời, ví dụ tuổi đời thì 80 tuổi đi đúng không, nhưng mà mình may mắn á, ví dụ như sư cô mới đây, sư cô đây là lên tới 50 tuổi đây, giả dùng sư cô 50 tuổi đi, nhưng mà sư cô may mắn nó dùng cái này nó kéo được cái sư cô lên đây là kéo được 20 năm, cái sư cô như người 30 tuổi đó, nó kéo được 20 năm nha, kéo được 20 đến 25 năm, nó kéo ngược lại, nhưng mà với điều kiện mình dùng đều, cái dùng đều nhân xăm này rất là tốt, nó sẽ tập, người ta chứng minh rằng nó đắp cái telomere này trong quá trình phân bào, nó không làm cho này mòn đi, nó bù vô, nó đắp nó không được xăm, nó dày lên, nó dày như người 65 tuổi nó thành người 40 tuổi vậy đó, cái độ dày telomere này nó dày lên, là con người ta trẻ lại, à, lý do người ta trẻ là do vậy nè, người ta nghiên cứu về mặt phân tử, các bạn. Rồi thấy không, rồi thì đây là hai cái người mà hai vị vua đã chứng minh là dùng nhân sâm là rồi, thì cái đa dụng quá xúc phẩm nhất là cái cà phê mà, thì cà phê mình nó pha vô đây để mình dùng hàng ngày, nó cái hàm lượng nó rất là ít, một hộp này nó chỉ tương đương với một củ thôi, cả hộp này tương đương một củ thôi, thì mình uống vậy đó, nó ít nhưng mà mình uống hoài thì mỗi ngày nó châm, nó giữ lại cái nguyên khí mình, nó giữ lại giữ ít ít thôi, nhưng mà là thứ nhất là nó làm cho mình những cái gốc tự do nhỏ đó, nó khử hết, à, nó cái nhân sâm này nó hay là nó có cơ chế tự động, là mình dùng vô nó tự động, nó dò tự động, nhưng mình chỗ nào có gốc tự do là khử sạch hết, là mình uống nhiều nên khử nhiều, khử ít khử ít thì đỡ hơn là mình không uống đúng không, mình không có gì là khử nó đi, gốc tự do nó cứ đẻ hoài mà nó lây nha, gốc tự do nó lây dữ lắm á, nó lây rồi thì là trong cái ngoài cái nhân sâm này ra đó, nó có cái gọi là đông trùng hạ thảo, nó làm ăn gì ngủ ngon, ăn ngon ngủ ngon, và nó có cái cà phê bột arabica này, đây là cà phê tốt nhất của Hàn Quốc, à, của Malai, à, và nó có cây cò lùn, đây là cũng là cái cây của Malai rất là nổi tiếng, thì cây cò lùn là chuyên về cái tiền trực tiếp đàn ông, cho nên nhiều người dùng cà phê này trong thời gian là hết đi tiểu đêm, thứ nhất là cái sinh lý nó mạnh lên, à, và đồng đàn bà nó cũng mạnh luôn, nó bổ được đàn ông là nó bổ được đàn bà luôn, à. Rồi thì đây là cái cà phê là đặc tính như thế. Rồi thứ hai nữa là tảo là gì, tảo là rau sạch nhất với đáy biển mà là tảo, à, thường á là một bữa ăn á thì theo cái nhà dinh dưỡng á thì chị phải có nè một rổ rau tươi, đây là dinh dưỡng một người bình thường nha, một ngày là phải một rổ rau tươi đúng không, rau tươi là khoảng bao nhiêu, khoảng 300 gram, 200 đến 300 gram rau tươi. Thì rau tươi đó nếu mà mình ăn tươi thì nó to quá và ăn làm sao nổi. Thứ hai nữa là gì, là bí nhai đúng không, rồi nếu mình luộc lên hết vitamin này, mất hết vitamin này, thì đa giờ sợ dung sáng nữa, trời ơi, sợ dung sáng lắm đúng không, thì một trong những giải pháp thì người ta gì, ta không ăn thì không ăn thì thiếu không đúng cái quy luật dinh dưỡng, thì một trong những giải pháp là cũng tảo, thì một nắp tảo gì đó, một nắp tảo gì tương đương với lại là 30 lít, thì một chai thì tương đương là 300 ml, thì một nắp thì thôi 1.000 nắp thôi, thì bằng anh chị ăn một rổ trái cây, một rổ rau xanh, nó tương đương cái hàm lượng nó mạnh gì đó, thành ra là thứ nhất là tiết kiệm được cái bụng mình, không cần nhai rau rượu nhiều, nhưng mà cái hàm lượng tinh chất của cái anh chị ăn nguyên cái đống rau đó thì cuối cùng cái tinh chất chút xíu à đúng không, còn nhiêu sát không à, cellulose không à đúng không, thì cơ thể mình cần gì, cần cái tinh chất của nó, thì cái tinh tảo này nó giống như nguyên cái đống rau, nó ép lại còn một xíu thôi, cho nên mình uống thứ nhất là tiết kiệm được cái dạ dày của mình, thứ hai nó rất là gọn đúng không,
thứ ba nó rất là tốt là gì, tại đây có bốn loại tảo, tảo nhiều lắm, tảo bọt, tảo biển này, là tảo xoắn này, là tảo đỏ này, tảo lùng này, tảo nâu này, đầy đủ loại tảo hết, cho nên không phải là một loại tảo. Thông thường ở những cái hãng khác á, chỉ có một tảo xoắn hoặc là một tảo lùng hoặc là một tảo nâu, một loại tảo thôi, nhưng mà đây nó tổng hợp bốn loại tảo. Cái tảo công ty thì nó hay là cái tảo nó rất là độc đáo, và ở đây nó có tới nguồn gốc. Thì một chai vậy tương đương với lại là ba củ viên sập theo củ á. Thì như vậy chúng ta dùng đây một ngày mắt là đủ rồi, đủ cái hàm lượng rau xanh của một ngày đủ, đồng thời là chúng ta bổ sung thêm cái sâm, nhân sâm vô. Thì nhân sâm thì biết có năm chức năng nãy đó, nhất là nâng cao miễn dịch, thứ hai là chống lão hóa, chống oxy hóa, thứ ba là bệnh gan, thứ tư là gì là ung thư, thứ năm là về là nâng cao miễn dịch, mà cái ép mà nó còn giúp được nữa là không chi là bình thường, đúng không? Quan trọng là hãng dịch này, quan trọng nhất. Những cái sản phẩm chống lão hóa, chống oxy hóa ở ngoài rất là nhiều nha, nhưng mà nó thiếu cái hãng dịch. Những sản phẩm rất là tốt nha, cứ dùng nha, rồi chúng ta dùng thêm cái này nữa thì nó tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn, đúng không? Thì đây là cái này là cái tạo là gì. Rồi ngoài ra thì nước trái cây thì cũng như theo cái nhà dinh dưỡng học đó, một ngày chúng ta ăn là ít nhất phải 200g trái cây, là đủ là màu sắc, đủ trái cây đó đủ màu sắc, màu đỏ, màu xanh, đủ thức, ngũ hành mà đủ màu sắc, càng nhiều màu sắc càng tốt. Đó là cái nguyên tắc dinh dưỡng học, vì nó đủ đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất đầy đủ hết, đúng không? Và men sinh học rất là nhiều, đặc biệt men sinh học thì là thông thường mình ăn gì không đủ, ví dụ chị ăn gì 2 cái bước thôi là ê cái răng mình không ăn được, hay là uống vài lá chanh là thôi là chịu nổi bao tử rồi, đúng không? Cho nên là một trong giải pháp là gì, là dùng nước trái cây. Nước trái cây thì chỉ một nắp thôi, một ngày một nắp gì là nhỏ xíu vậy thôi, thì tương đương với một rổ trái cây vậy, mà ở đây nó 18 loại trái cây, nhiều lắm trái cây, cái hàm lượng lấy tinh chất không à. Cho nên là thứ nhất là bao tử thì rất là khỏe, và thứ hai nữa nó thông qua đây nó có nhân sâm này cũng tương đương vậy là 3 củ, và nó có công nghệ gọi là thẩm thấu gọi là thông qua cái cộng hưởng từ nhân á, thì cái dịch chiết này nè, cái nước trái cây này thì chỉ cần ngậm trong miệng thôi, không cần nuốt nha, nuốt rất là ổn, chỉ ngậm miệng, ngậm cho nó ngạt ra thôi, và tốt nhất là gì nằm xuống ngậm, tại vì ngồi á thì nó sẽ thấm về, nó ê cái răng, nó chua lắm, thành ra tốt nhất là sáng sớm chị tính ra miệng xong, anh chị ngậm một hớp thôi. Nhiều người nào mà ngậm được 30 lít thì có, không thì 15 thôi, 15, rồi một lát thêm hớp nữa, đó, và ngậm nằm ngửa giường á, bằng ngửa giường, và tưởng tượng, đặt lệnh luôn, đặt lệnh. Cho cái tiềm thức mình làm việc, là anh đi ra lệnh là, từ đấy mình góc đến để giúp tôi thay hết cơ thể, tôi thay cuộc đời mới nha, chỗ nào có bệnh đến chữa, tự động điều chỉnh, giống như đặt lệnh đó, từ sáng giống như viết chữ ký vậy đó, chị ra lệnh cho cái não làm việc, vô tiềm thức mình vô thức, cái đó thật á, tại vì cái này nó có thông tin nha, cái này nó có thông tin, một lát mình có bác sĩ Nhật nó chứng minh đó, nó có cái tinh thể gọi là cộng hưởng từ nhân á, là nó có thông tin đó, rồi một cái sản phẩm đó là tế bào gốc, gọi là bí bào phụ nữ, thì bí bào phụ nữ là cái bài thuốc này á, là gồm có mười mấy vị gọi là thuốc bắc, nó để dùng để mình đi hòa khí huyết kinh nguyệt, dành vô bạn hoàng hậu với công nương, công phi, công tần là mỹ nữ đó, thì chị thấy là mấy người đó đẹp không? Đẹp là tại vì những cái nhà bé thuốc này nè, và chỉ có trong cung đình dùng thôi. Vì sao? Vì thuốc chính của bài này á là nhân sâm, một củ nhân sâm đi thôi, cái thành phần nhân sâm không bằng những cái vị thuốc cộng cấp 3 lần mấy tiền của những cái vị kia cộng lại, những vị kia rất là quý hiếm rồi, nhưng mà cộng là không bằng một xíu của nhân sâm, tại nhân sâm nó mắc, rất là mắc, cho nên ngoài đời không có ai dùng, chỉ có vua mới dùng thôi, bất cơ hội dùng thôi. Thành ra khi mà người ta làm được nhân sâm tới gốc á, thì nhân sâm tới gốc nó còn tốt hơn cái củ nhân sâm bình thường á, cho nên nó lại cái thành phần đó nó thế với nhân sâm tới gốc, cho nên cái bài thuốc này uống vô cực kỳ hiệu quả luôn, rất là hiệu quả. Và chị uống vô thì sẽ thấy là gì, thứ nhất nó làm cho ấm và nó làm dụng ở dưới của người phụ nữ, và người ta ví nhá, cái người phụ nữ như là gì, như là một cây mà ở dưới bộ phận như là bộ phụ rễ, cái ngực và cái này là cái cành và lá, và cái mặt là hoa, cái hoa mà nó héo là do ở dưới nó khô và nó lạnh, đúng không? Đa số là khô lạnh và nó gì dễ bị khối u á, thì cái này uống vô nó ấm là làm dưỡng, và coi như là đầy đủ, gọi là phân bón đầy đủ ở dưới á, thì cái mặt nó sáng lên, mấy cái vết nám bay sạch luôn, ngực nở đang ra nhiều lắm. Cái này là ở đây nó hiệu quả rất là cao, ở Việt Nam mình rất là nhiều người dùng, thì rất là tốt, già nó hồi xuân lại luôn á,
hồi xuống lại luôn á. Nè, này là chị dùng từ đi, rất là tốt. Tại vì nó nhờ cái dân sâm đây, một vị dân sâm đó nó đã giúp được rồi. Mà ở đây nó điều hòa những cái vị thuốc này, điều hòa cái huyết, rất là tốt. Rồi đây là tinh chất tế bào gốc này. Thì đặc biệt cái này là một chai vậy đó, tương đương với 15 củ. 15 củ chị biết là nó uống vô là cực kỳ hiệu quả luôn. Là nó cái tính năng mà năm cái tính năng nó là nó bao hết luôn anh này. Tinh chất mà người ta nghiên cứu đó, khi mà người ta nghiên cứu thì người ta nghiên cứu trên cái thằng này, người ta lấy cái này người ta đưa được nhân dụng này, ta thử nghiệm trên này, cái này hiệu quả. Thì cái em chị Kinh nó gọi là chị Kinh ha, 100% là tế bào gốc tinh chất. Và có một câu gọi là sức miễn dịch chính là bác sĩ giỏi nhất thế giới, tức là sức miễn dịch của con người mình á là ông bác sĩ giỏi nhất thế giới. Đừng cái tìm một bác sĩ ngoài, cái chị chính mình nè là ông bác sĩ này là giỏi nhất. Tại vì nó vừa gặp ngoại tà lại là uống liền, nó gặp ông nào lạ lạ là uống liền ha. Nó không cần biết là ông đó là cái gì đó, chứ cởi hào nó không quất hết. Tâm miễn dịch mình đã hay lắm. Thì đa số là những cái thuốc hay là những cái gì đó nó không có đụng cái hệ dịch mình được. Thì cái nhân sâm nó đụng được cái đó. Tại vì cái chức năng đầu tiên mà ông sức mạnh quyền là gì? Là nâng cao hệ dịch, đúng không? Thì rất là mạnh. À, nó là nâng cao hệ dịch, tức là nó giúp cho bác sĩ của mình á mạnh lên, là tự giải quyết bệnh. À, thì cái nhân sâm này nó giải quyết được cái đau này. Cho nên đó là những cái người mà cần nạo năng hệ dịch lên á, ví dụ những người bệnh á mà cần nạo dịch thì anh chỉ có uống cái này rồi là bảo đảm là thắng đậm luôn. À, người đang hấp khói bước gì vô là sống lại luôn, để khởi tứ hồi sinh mà, tính năng khởi tứ hồi sinh của nó là mạnh lắm. Đó là gì, nó gốc là chỉ cứu được nhiều, rất là nhiều người ha. Thứ nhất là nó tăng hệ dịch, là người ta nghiên cứu thì người ta thấy là tăng cái lipo tế bào tủy xương lên 100%, tức là tế bào gốc ở tủy xương nó tăng lên 100%. Cho nên những người thay vì cái xương đã 2 tháng 3 tháng lành á, tự nhiên uống cái mới mà 10 ngày 15 ngày nó lành cha rồi. Là tại vì nó kích được cái tế bào xương, tế bào gốc xương nó đẩy đó. Không có cái chỗ nào mà kích được đó nha. Cái nhân sâm mới kích được cái dùng tế bào gốc nha. Đại bổ nguyên khí là cái nguyên khí lực nguyên gốc đó, tức là tế bào gốc á. Cái dùng này là nhiều nhất nè. Với thứ hai là dùng tỉ sống á, sỉ xương mình nó là dùng tập tế bào gốc rất là nhiều. Thì nó kích được cái dùng đó. Anh chỉ biết là tế bào gốc là cái tế bào đó, nó là cái nhà máy sản xuất tế bào mới cho cơ thể, đúng không? Nó cứ đẻ hoài, cứ mọc ra 2, 2, 4 nó cứ đẻ hoài, mà tế bào gốc là tế bào không có bệnh, tế bào nguyên thủy không có bệnh. Còn tế bào bệnh là gì? Tế bào nó thành cái tế bào gan rồi, tế bào phổi, tế bào gì thì cái phổi nó ăn nó hư rồi, nó hư thì phải tế bào gốc nó lên thế không? Nó cứ đẻ thế mấy người chết, đúng không? Tế bào nó có tuổi thọ, ví dụ tế bào máu mình nó 120 ngày nó chết rồi, những tế bào cũ nó chết hết rồi thì tế bào mới đâu lên thì tế bào gốc đẩy lên. Anh hiểu không? Cho nên uống vô là anh chị 4 tháng á, 120 ngày á, con người mình trở thành mới hết luôn á. Tại vì hồng cầu thay đổi hết luôn. À, nó thay đổi cũ lại mới hết. Những tế bào bệnh lạ nó mất cái tiền của thằng mới đẩy lên. Mà thằng mới này thằng không có bệnh. Mà anh chị đừng có cho nó nhiễm bệnh. Những gốc tự do anh chị đừng có cho nó tắc tích vô. Đúng không? Nó vừa ra đây, nó vừa non cái gì gốc tự do quấn vô thì nó chịu nổi. Cho nên thứ nhất là phải thử gốc tự do nè. Phải dùng nước kiềm nè, dùng tảo mình nè, để cho nó kiềm hóa cơ thể nè. Cái thứ ba là gì? Là phải bọc lại, nhưng sao bọc lại những cái bảo vệ tế bào mới lại đẩy lên nè, cho nó còn viêm nhé. Nó vừa ra ló ra cái này nó bệnh cha nó rồi là sao, đúng không? Thành ra là trong 142 ngày đó là phải uống đều, chứ không phải là uống cái bữa nay ngưng ngày mai không uống nữa thì nó không đẩy được. Cho nên phải uống đều, uống ít thôi, không cần uống nhiều, uống ít. Ví dụ cái chai này thay vì người thường người bệnh thì cho uống ngày 3 chai, cái người thường mình uống nửa chai thôi là được 7 củ rồi. Ngày 7 củ là hơn vua rồi đó. Cứ nhai từ từ ngậm ra nhai này, ngậm ra đừng có uống, ngậm ra thấm vô thôi mà, thấm vô. Và như vậy là chỉ cứ dùng đều đẩy ra 4 tháng là chị thành người mới luôn. Này nó mắc thôi, nó mắc thôi, cái gì đó. Ai có tiền mà chơi cái này nên anh chị tặng quà này cũng quý nè, rất là quý lắm á, quý luôn. Rồi thì nó sửa chữa tế bào mới, là cơ thể bị hư hỏng nó tươi trẻ hóa tế bào, cái này tuổi thọ nè, cái này chắc chắn luôn rồi, cái này tuổi thọ nha, tại mẫu viên hiến nó là gần như đặc quyền luôn ha. Rồi nó có thể là gan ung thư nè, ép nè, điều trị hỗ trợ phòng ngừa điều trị các bệnh gì gan ép, cái này phải mình nói nha, cái này là Mỹ nói luôn, Mỹ chứng nhận luôn. À rồi, những người á sức khỏe là những người mà chúng ta siêu bệnh ảnh á, tức là bệnh không ra bệnh á, à gọi là á sức khỏe, tức là 80-90% là của người ta là á sức khỏe, à là bị stress căng thẳng cái thứ đó là á sức khỏe thì nó giúp được ha. Đó. Thì đây là cái tính năng của cái nhân sâm tế bào gốc, đây cái mỹ phẩm như vậy.
mỹ phẩm có quả quyền, thì cái tự nhiên mỹ phẩm này cũng từ nhân sâm tới gốc ra cái hoạt chất đấy. Thì đây là những cái minh chứng, thì chúng ta có thể dùng cái này gọi là điều lý cấp độ 5 sao. 5 sao nghĩa là giống như ở cái sàn 5 sao đó, đó là đã đẳng cấp cao đó. Điều lý để mà điều lý một cái cơ thể mình điều hòa lại cho nó sửa.